ba đó bà cũng mất mất thành căn nữa. Bữa đó bà gặp tôi, bà gặp tôi tự nhiên bà nằm bao, bà thấy Phật bà luôn á. Cái tôi nói cho nghe, bà thấy Phật bà là có thể là mất tạo má đó, mày đi về Bình Tiên, mày đi kiếm cô Thí Tiên, mày giao cái bức tượng này là kiểu một chứng đề phải không, 18 tay cho cô Thủy Tiên mà mày trúng độc đắc, mày có vàng thiệt mày phải thử cô Thủy Tiên, bây giờ đưa cho bả là bả là có ấn ngọc hoàng phải không đó, cái bả thảy bả đưa cho tôi, cái tôi nói là đây tôi cho bà 100.000, 200 gì, bả nói thôi đó, tao ngậm bao tao thấy rồi là bả phải giao cái ban mày cho mày cái tượng ảnh này đó, rồi bả chạy. Bà chạy thuốc của quán cơm chai á, cái mấy bà kia hỏi cái gì á, bà mừng bà vỗ tay bà xá bốn bước. Cái là bữa sau bà kiếm tôi nữa, kiếm tôi nữa cái cơm chai, cái bắt đầu có cái ông sư đó, hai ông sư đó mà mừng quá, bữa dẫn lại cô ở đâu, nếu tôi ở đằng Bình Thiên nè, cái dẫn lại cái cừ rồi bà già nuôi đó, rồi bà cũng mới vừa chết là ông già nuôi đó, cái tôi cười, cái ba cũng cười quá trời lao đây, sao bữa nay đi tiền cười, rồi đó tôi dẫn ông sư trẻ vô, ông sư già, rồi mấy ông đó cũng mừng nữa, thế lên lầu cái mấy ông khoái, cái mấy ông đăng ký ở đó, ở đó cũng cỡ nửa tháng, cái kêu tôi ra cái là tôi về đây, rồi lúc đó là tôi về, cái kêu tôi ra tôi nói thôi không ăn không, rồi ông nói ông đi Hà Nội, rồi tới bây giờ cái là cái máy đó, cái máy tự nhiên mấy đứa nó rút. Cũng như đánh điện rồi đưa nó rồi rút mình hát ra để nó rút mấy cái đĩa. Rồi cái là bây giờ gắn vô rồi không có qua lỡ nước ngoài mấy nhỏ con được. Đó, thành ra là nhờ cái máy của nhỏ nó bơm đó, cái kêu mấy anh đó. Rồi cái là nhỏ con chị hai đó rồi đánh nhờ tới tới bữa nay đó. Thì chưa có sửa được. Đầu tiên những cái chuỗi là mình được những cái người đại khái giống như cái này bà này sao? Bà này bây giờ bà ở Cần Thơ, bà có bệnh bà gặp tôi, bà nhá hàng chút xíu lì xì với bà là ít chục bà mua này cái gì đó. Chuỗi hả? Ừ, chuỗi này là của bà Siêu Điều. Siêu Điều bây giờ bà ở Cần Thơ, bà lên hoài bà lên ghé đây hoài. Cái này là đẹp lắm, màu đúng không? Cái này là Mã Lai, là ở đây có cái sông Một, nó sông Một à. Đây cái chuỗi này hên lắm. Sư chủ này vài bữa mua trúng số rồi cũng có rồi trúng số rồi. Không gì quên đeo. Mơ mốt gì không chừng chú một đất, một đất đi tìm mấy quên. Đất mà nó có lộ phí nó đi nữa. Đây, áo của mình là mình tự làm luôn hay đâu có. Này nè. Mấy đứa cháu bà hổm nó không biết cái tà lanh sao. Nó cắt ngay vô nó làm tùm lum hết trơn rồi đấy là tàu lao quá, tôi cắt lại là tôi lên trôn lại tôi mai với tôi kết cái bạn này. Đó. Là mai là kết lại. Vậy là cái này lúc mà mình mới đeo hay là có công việc gì mình mới đeo vô thì tùy cơ ứng biến, hào hứng giờ nào thì mình đeo giờ đấy ha. Đeo nhiều bắt nhiều à. Cái gì cũng phải tùy duyên tùy cơ lúc hay khỏe à, lúc khỏe mình xuyên thì mình xuyên, làm xuyên mình đeo này cũng như cái truyền hình là người nhỏ lớn nó làm rẫy ruộng làm mía này kia không con mời cô Tiên hát một bài ấy cho bà con khán giả hát bài tự nhiên phải không tùy hứng đi rồi Nam Mô Di Đà Phật Phật pháp nghe chứ không phải người đời. Nam Mô A Di Đà Phật, tôi sẽ hát cho đoàn chiếu phim một bài hát để lưu truyền cả ngàn năm lịch sử, chưa ai như Thủy Tiên là tiếng thì đại hội Long Hoa, đây sự thật tiếng của ta, ta là nó một vị anh hùng bất khuất bút dùng cả lực trời, lực Phật, lực thánh tiên, lực nhà nước cùng Bác Hồ vĩ đại muôn năm vạn tế sông kiếm với đức ông của mình tại vùng đất hòa hảo Phú Mỹ tại đây. Hay quá cô. Nam Mô A Di Đà Phật. Thủy Tiên là người cao cấp niệm Phật từ nhỏ tới lớn trong lòng, trong lòng mẹ thiên khóc chào đời thì các ngài nhập tịch vô mắt tim. Trong triều đình của Minh Mạng và Long Nguyễn Huệ triều đình và vua Hùng Dương 18 mấy nước thịnh lình, tiên sấm vàng thì Thủy Tiên phải niệm Phật, chắp tay đốt nhang đèn cày lên hoa quả đi nguyện cầu Đức Phật và Đức Ngọc Hoàng tha thứ tội lỗi cho chúng sanh và ban phước lành cho Thủy Tiên được nhẹ nhàng, có tay phục vượt cầm nước, nước gì uống cũng hết bệnh già, đẹp đẽ tươi trẻ mãi mãi không ai già, tài lộc giàu sang ủ vô vô vô. Hay quá từ nhỏ tới lớn
tiên đi chùa chiền và cầu nguyện cho tất cả thế gian ai ai cũng hết bệnh và sẽ giàu sang, sẽ vui vẻ bình an xóm làng, cho nước bước qua bình trở lại bình an. Thấy tiên cao tóc đầu vô chùa để làm sư làm tự đi cứu độ chúng sanh. Hay quá luôn rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là sự thật tấm lòng cao cả của tiên thi là thủy tiên ở Phú Tân Phú Mỹ tại đây ấp thứ hai rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Còn cha của thủy tiên là phòng vệ đức ông, và hồi xưa thủy tiên còn nhỏ mẹ cũng thế mần có mần lua lẫn quẩn trở lại đức ông. Đất này là đức ông cho đó. Ai giật cất nhà không hỏi thì phải lo, ấp xã thì tỉnh thì tiền đuổi thì phải đi liền. Còn anh chiếu phiên với thị tiên có công trạng, công trạng thế nào, công trạng như thế tổ quốc ông bà trăm họ nơi này, và cực khổ tìm thị tiên là đầu đại hội Long Hoa rồi. Nó mô gì đó Phật, nó không thi mà đậu. Còn đây chị ruột đây cũng hành căn gì không lập trường vẫn không mình tự chủ mình thì bị bùa ngại. Bây giờ mới ngồi đây chiếu phim đó, mấy ông vô chiếu bả dài phim coi chiếu. Dạ được rồi, để chút xíu còn qua đi. Ba hành căn chị Sương tài lắm. Dạ. Cầm bút sao tự biết tiếng Mỹ nữa, tại vì những cái cơ cao hơn đó chụp đè bả, và cái sổ đất bả đưa cho người ta cái ta đớp luôn mà đúng tiêu. Rồi bây giờ người này là thay thế ngồi đây đó, là để nói chuyện với anh em với chiếu phim là mình là sổ đất, phải không? Đó là đồ đỏ đó, đó mình là sổ đất rồi. Ok, có gì mấy anh là phải tập tung lợn với thị thiên với cô Liệt với ấp xã thị tỉnh làm việc ở trong băng mình. Con cái tên gì, con mời con cái tên mình hát bài nữa đi. Hát hen. Tôi sẽ hát một bài, một bài ngày 18 tháng 5, ngày 17 gặp các huynh ở đây, các cậu nơi này thật mừng. Một việc lớn lao cao siêu quyền, bị chưa ai từng biết trong lòng tôi. Cùng các vị anh hùng như là hải dân các vị bà về có đúng không? Còn cô Liệp sẽ ôn bài lỡ đồ đạt để vào trước cửa chùa được yên ổn. Bán có tiền tôi rất mừng cho em, và kiếp trước em ruột của tôi, kiếp trước em ruột tôi có gì là thí dụ nó thiếu thốn là mình phải bầu đắp tội nghiệp đó, chứ không có nghĩ cái gì hỏi nữa. Lâu lâu đưa vài cái giỏng rồi để đó cho khách nằm vậy thôi, chứ không có nghĩ gì đó. Vậy là câu tên vậy là hồi xưa kiếp giống như kiếp trước là con của cha mẹ một mẹ chứ ruột. Yeah. Mà đi á thì mất tích cái chị là thiếu là thứ năm, chứ là em ruột phải gốc giống thịt nó. Tôi không biết có phải không, tự nhiên gặp nó thí dụ. Nhưng mà tôi đi đâu tôi cũng khổ. Cô tiên thật sự ra là mình là với cô này không phải là chị em, không phải chị em, mà tự nhiên gặp nó thấy công nghiệp giống như kiếp trước của mình là chị. Dạ đó, còn Dũng thấy tôi mừng dữ lắm, mừng kêu mừng chị, nó không có nghĩ cái gì nha, đầu óc nó không có nghĩ tới chết thôi. Nó vẫn là chị đem lên đây nữa nè, nó gặp đưa bác cái đồ tôi vẽ mấy anh thấy hết đi. Mấy hôm qua đó thấy hết chưa, móc lên rồi đó. Thấy rồi. Là tôi vẽ nó, trời ơi tiền bạc tốn của tội nghiệp chị, rồi chị không nghĩ chứ nó nói tội nghiệp là con gỡ tháng rồi gì nó 5-6 triệu mà cũng bố thí cũng độ đời dễ vậy, ai kiếm hạnh nó khen tôi không, chứ không bao giờ nó nói tầm bậy, mà không bao giờ nó nghĩ tầm bậy hết. Nó kính phục, giờ khi nó chết rồi kính phục, tôi nhắc nhỏ này tôi nói nhà Dũng ở đâu, rồi mày phải đi tới là cái chỗ cụ Hiền ông bà mày cúng mày trả lễ cụ Hiền một mâm cơm, phải không? Mà cúng tôi dặn nó không có cho ăn, cúng rồi để là hết rút đi về thôi, là đó mày mua đồ ăn cá đó. Nó nghe là hát cho mấy cậu này nghe một bài nè, hát tôi nhiều hát lắm. Hát bài nào về dài hết cô đi. Hát cho các cậu một bài hảo ơn trời đất chuyện xây mịt mù, các nước năm châu bốn biển đi đây là thấy thủy tiên, nhưng các nước bầu trời vũ trụ đi tìm tiện thì
là Thủy Tiên. Thủy Tiên con của Đức Phật Di Đà, Phật Trùm, Phật Tổ Di Lai, Phật Thầy, Nam Mô giáo chủ nơi này. Vì tôi ở đất Phật ở nhờ là đất của Đức Ông đó. Bởi vì Đức Ông là cho nghe. Chứ là tôi nói cấm không có chị em anh em nào mà bán, mà người nào mua là phải bị có thể truy nã ra là tội chung, phải không? Nó để ở và có thể là để làm việc cho xã hội, cho nhân dân, cho đồng đạo là có thể bao la. Chứ không có cá nhân mà ai nghèo nghèo chết bỏ, phải không? Cặp đất ăn. Chứ mà thiệt chị em không có nhám nhúi với ai hết đó. Từ nhỏ tới lớn cha mẹ cũng vậy nữa. Nó là mình cho người ta thêm thôi là như mạt. Nó nói sao mà nghèo mạt là gì, mình có người ta, mình cho, mình đưa, mình cứu độ người ta không, mình đâu có nghĩ gì đó. Còn mấy người giàu người ta kỳ cỡm từ chút chút ta ấy vô không, còn đồ đó là cải lương không à. Đó, đồ của tôi á, đó tới việc rồi là mình làm việc xong rồi qua cái tuần cái là mình sắp xếp đâu đó đàng hoàng, ai cần là mình giúp cho rồi mình làm cái màn khác. Chứ làm màn hoài chịu nổi. Sắp xếp thì cái gì mấy anh đừng ngồi dưới đất đâu được, phải có ghế kia đàng hoàng phải không? Nó vỗ tay đấy. Nó thôi sơ sơ thôi, vì mình cũng tối rồi, phải không? Đó, anh em còn nghỉ, còn ăn, còn thịt vịt đó là anh em cái lòng quý báu, ăn một miếng cũng như ăn biết bao nhiêu con là cả ngàn đời, phải không? Mình nói đây cũng như cái lương thôi, phải không? Là cũng như ăn còn hoài, một miếng thịt vịt nó nhớ cái bằng đó là nằm hoài đời đời, đó, rồi. Chứ ăn nhiều không được, trên cho vậy thôi, để cho anh em vui.